Nếu mà du học sinh mà các em sang đây á, 10 năm thì các em hoàn toàn có thể xây dựng một cái lộ trình rất là rõ ràng, 10 năm định cư. Điều kiện gì để có thể apply tier 4 và mang cả chồng và con sang UK? Thì khi mà các bạn, tại vì ở UK mình ấy có cái luật 10 năm và luật 10 năm định cư đúng không nào? Nếu mà du học sinh mà các em sang đây á, 10 năm thì các em hoàn toàn có thể xây dựng một cái lộ trình rất là rõ ràng, 10 năm định cư. Ok, nhiều bạn học thì mọi người biết luật ở lại 2 năm ở đây rồi. Thì có nhiều bạn học đại học 4 năm, 2 năm thạc sĩ là 6 năm, 6 năm được 2 năm ở lại là 8 năm. Thế chỉ còn 2 năm nữa là các bạn rất là dễ là các bạn để được 10 năm định cư ở lại đây rồi. Tất nhiên là bây giờ những em sang đây từ bé thì tất nhiên các em ấy, ví dụ các em sang đây từ 11 tuổi thì 7 năm đến năm 18 tuổi các em đã được định cư và cầm visa vĩnh viễn trong tay rồi đúng không? Đó, thì lý do tại sao mà mọi người đấy cũng là xây dựng một cái lộ trình định cư. Thì cái câu hỏi của bạn ở đây là điều kiện để apply tier 4 thì thứ nhất là các bạn học ở trong các bạn ít nhất phải học level 7. Đó, đó là thạc sĩ và tiến sĩ ở UK thì các bạn mới mang được chồng hoặc con sang UK. Đó, thì ví dụ visa của chồng là 2 năm học thạc sĩ đi và 2 năm ở lại là 4 năm. Đó, thì vợ có thể sang đây. Thứ nhất là em bé nếu mà các bạn có con thì các con bạn sẽ học được hoàn toàn miễn phí ở Anh. Còn vợ hoặc chồng bạn thì được đi làm full time. Đó, thì tất cả ngay cả cái chương trình tất nhiên ở Anh thì mình có cái các bạn trước khi làm visa thì đều phải nộp cái phí bảo hiểm là ISS nên tất cả cái tiền học thì con không mất và tất cả y tế ở đây thì đều hoàn toàn là miễn phí nên là cái điều kiện nếu mà các bạn đang học ở trong UK đó các bạn đang học ở trong UK nhá thì các bạn học đại học là các bạn có thể làm cái dependent visa này rồi. Có nghĩa là các bạn có thể bảo lãnh chồng hoặc vợ sang nếu mà các bạn đang học đại học ở trong UK. Còn cái entry clearance ở ngoài UK ấy, thì phải học thạc sĩ hoặc tiến sĩ.